Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel. Đây sẽ là một video mình review về con iPhone SE. Tuy nhiên không phải con iPhone SE 3 trên tay mình ở đây, mà đây sẽ là một video review về iPhone SE 1, chiếc điện thoại gọi là chiếc điện thoại cấu hình cao có thiết kế nhỏ nhất đến từ nhà Apple. Và với con iPhone SE 1 này thì như các bạn đã biết, nó được ra mắt vào năm 2016, tức nghĩa là cùng thời điểm với con iPhone 7 Plus, và tính tới thời điểm hiện tại thì nó cũng đã được khoảng tầm là 6 năm tuổi rồi. Với một chiếc iPhone 6 năm tuổi nó còn làm được gì? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video vui vẻ để chia sẻ về con iPhone SE 1 này nhá. Hiện tại thì con iPhone SE 1 nó có một cái mức giá mình thấy rằng là nó quá rẻ, chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 1 triệu mấy cho đến là hơn 2 triệu tại Swan Store, tùy vào dung lượng bộ nhớ trong cũng như là tùy vào tình trạng của máy thôi. Ví dụ như con máy của mình ở đây là máy 97% có cấn móp như thế này thì mức giá của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm là 1 triệu 7 các bạn ạ. Rồi, còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để đánh giá ngay về em iPhone SE này. Ok, cái điểm đầu tiên là như các bạn đã biết, dòng iPhone SE có thể gọi là cái dòng iPhone mà bảo vệ môi trường nhất của nhà Apple. Tại vì sao? iPhone SE thế hệ đầu tiên này, các bạn thấy rằng là nó sẽ dùng nguyên cái hệ thống khung gầm của con iPhone 5S, nó dùng nguyên cái màn hình của con iPhone 6S, và thực sự mình thấy rằng là cái sự kết hợp này, đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Vì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại rất nhỏ gọn thời đó, và cũng như là hiệu năng của con iPhone SE này thì đây là một trong những con điện thoại gần như là nhỏ mà mạnh nhất thời điểm nó được ra mắt. Đến với cái yếu tố đó chính là thiết kế bên ngoài đi, thì vì nó dùng cái thiết kế của con iPhone 5S nên là các bạn có thể thấy rằng là cái độ nhỏ gọn của nó này cũng như là thiết kế của con điện thoại này thì gần như mình không có thể nào mà chê được ở bất cứ một điểm nào các bạn ạ. Thiết kế của con iPhone 5 và iPhone 5S là một trong những điện thoại iPhone có thiết kế đẹp mình thích nhất từ trước đến bây giờ. Các bạn thử xem này, một chiếc điện thoại mà có thiết kế tổng thể rất là nhỏ nhắn, cảm giác cầm nắm thì nó lọt thỏm trong lòng bàn tay của chúng ta luôn. Đây là người Việt Nam nhé. Còn nếu như mà iPhone này bán tại Mỹ và mấy anh Tây đen hoặc là Tây trắng nữa thì trời ơi, con iPhone này nó chỉ bằng hai cái ngón tay đó. Và về khả năng hoàn thiện cũng như là cái build quality của cái sản phẩm Apple thì nó đã quá bá đạo từ xưa cho đến nay rồi. Ví dụ như là cái phần vỏ phía sau của iPhone SE 2016 này thì nó sẽ được làm từ chất liệu là nhôm nguyên khối, và đương nhiên ấy, thì nó vẫn có ở đây là cái miếng nhựa ở phía trên và miếng nhựa ở phía dưới. Cái điều này thì nó sẽ giúp cho con iPhone SE bắt sóng tốt hơn. Và với một chiếc máy khoảng tầm là 6 năm tuổi như thế này thì với những cái vết cấn ở trên góc màn hình này hay là những cái vết cấn ở cái phần khung viền của nó là chắc chắn không thể nào mà tránh khỏi được. Một con máy dùng tầm đấy năm mà không có trầy xước, không có cấn móp gì thì chắc chắn chỉ có thể là hàng thay vỏ. Còn dùng bình thường, dùng kỹ như thế nào đi nữa thì cái vỏ của nó cũng bị oxy hóa, cũng bị lem màu hoặc cũng bị cấn móp thôi. Đó, còn một thứ mà mình rất là thích trên những con iPhone thời xưa, từ thời iPhone 5S, iPhone SE đổ về, đó là iPhone camera không lồi các bạn ạ. Các bạn có thể để ý trên cái video của mình là cam của con iPhone SE này nó không hề lồi một chút xíu nào luôn. Và khi mà chúng ta để trên mặt bàn như thế này, nói các bạn thấy không hề bập bênh một tí xíu nào. Đây là một trong những điều mà mình rất thích trên cái thế hệ iPhone, như kiểu là 5S, như kiểu là 5, 4 hay kể cả là 3 và con SE 2016 này. Còn với những con đời sau, ví dụ như là iPhone 6, 7, 8, 9 trở lên, không có 9, thì tất cả những dòng iPhone của chúng ta nó đều sẽ là một cái hệ thống camera với cảm biến lớn hơn, và cũng như là nó sẽ hơi bập bênh khi mà chúng ta để trên mặt bàn, tại vì căn bản là cụm camera của nó sẽ lồi lên. Và mình tin chắc rằng là ít nhất khoảng tầm 10 năm nữa thì thiết kế của những con điện thoại iPhone nó sẽ là camera lồi, và không thể nào mà nó tệp, nó không thể nào mà bằng phẳng như là con iPhone 5SE này, như là con iPhone SE này được. Căn bản là cảm biến camera ngày càng to, đấy, có những cảm biến lên đến cả inch cơ. Thế nên là việc mà camera ngày càng dày hơn, rồi là việc camera ngày càng hầm hố hơn là cái chuyện đương nhiên. Còn đến với yếu tố là màn hình, thì con iPhone SE này thề các bạn luôn là nó có một cái màn hình nhỏ cực. Nhưng mà thời điểm mà con iPhone SE này ra mắt thì nó cũng không phải là quá nhỏ đâu nha các bạn. Tại vì thời đấy thì màn hình cũng chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm 4.7 rồi là 5.5 inch là căng đét rồi. Thì với những con điện thoại màn hình khoảng tầm là 4 inch như là con iPhone SE mình đang có ở đây thì nó cũng ở cái mức là size vừa vừa thôi, chúng chưa có phải là loại nhỏ nhất. Đó,
Và nếu như mà so sánh cái tham chiếu về kích thước màn hình thời điểm đó và thời điểm này thì mình thấy rằng là kích thước iPhone nó cũng không thay đổi quá nhiều đâu. 4 inch này lên 4,7 inch thì với con iPhone SE 3 này thì thời điểm hiện tại thì tất cả những dòng điện thoại đã có màn hình khoảng tầm 6,1 rồi là 6,6, 6,7, 6,8 rồi, chứ là có những con điện thoại 6,9 inch rồi. Và mình thấy rằng là màn hình kích thước 4 inch trên con iPhone SE này thì nó dùng cực kỳ là thích luôn các bạn ạ. Nó thích ở một cái điểm ạ, là chúng ta có thể thao tác được mọi thứ trên cái màn hình này. Với một cái ngón tay của mình thì mình có thể thao tác được những cái phần như là góc màn hình này, vuốt từ dưới lên này, đa nhiệm hôm hiếc các kiểu là có thể dùng được hết. Và đó là điều mà mình rất là khó khăn khi mà dùng những chiếc điện thoại bây giờ. Ví dụ như là con iPhone 13 Pro của mình dùng những con như là Red Magic các kiểu thì bắt buộc chúng ta phải dùng hai tay, còn dùng một tay thì quá khó khăn. Và ngoài ra ấy, thì nó sẽ có cảm biến vân tay ở đây, và cảm biến vân tay của nó sẽ là cảm biến vân tay dạng như là iPhone 5S và cũng như là dạng như là iPhone 6S nha các bạn. Vẫn sẽ có cảm biến vân tay ở phần mặt trước, và mình thấy rằng là cảm biến vân tay của nó sau từng đấy năm mà nó vẫn nhạy. À, chia sẻ một chút thông tin cho anh em nha, là cảm biến vân tay của iPhone mà hư là nó hư luôn, nó không thể nào mà thay thế được, trừ khi Apple trực tiếp thay thế nó thì mới có thể thay thế được thôi. Nên là mình thấy rằng là sau bao năm mà cái cảm biến vân tay nó vẫn hoạt động ngon lành, nó vẫn nhạy như thế này thì đây là một cái điểm cộng rất lớn, nó rất là bền các bạn ạ. Rồi, quay trở lại một chút về phần màn hình ấy, thì mình thấy rằng là màn hình trên con iPhone SE này nó đã hơi bị già hóa rồi. Tức nghĩa là các bạn có thể để ý rằng là với những cái tông màu trắng ấy thì cái màn hình này nó sẽ hơi bị lẹm vàng ở cái phần viền ở cái bên trái, bên phải và cũng như ở bên dưới. Nói chung á là với những cái màn IPS này, AMOLED này, kể cả là OLED đi, thì trong quá trình sử dụng dài thì chắc chắn là với những cái màn này nó sẽ bị già đi và dần dần nó sẽ bị ám vàng, ám xanh hoặc là có những cái hiệu ứng ám mà như các bạn đã biết rồi. Nói chung á là với cái màn này thì mình thấy rằng là sau từng đấy năm mà khả năng hiển thị của nó vẫn được như thế này thì thực sự là ok, không cần phải chê bai quá nhiều đâu. Phải nói rằng là Apple build điện thoại thì máy đỉnh luôn. Và cái quan trọng nhất là con iPhone SE này nó có con chip Apple A9, thế nên là nó vẫn được update lên cái phiên bản iOS 15.5. Đây, các bạn có thể thấy iOS 15.5. Trong khi đó, tất cả những dòng điện thoại Android ra mắt từ năm 2018, năm 2020 có khi đã bị cắt cập nhật rồi, chứ đừng nói là với những chiếc điện thoại nó có vòng đời khoảng 6 năm tuổi như thế này mà vẫn được cập nhật thì thật sự ai chê Apple đâu. Ra đây, có thương hiệu điện thoại Android nào làm được như là Apple hay không? Chắc chắn là không. Đến với một cái yếu tố nữa là về phần cấu hình đi, thì thật sự là con Apple A9 trên con iPhone SE này mình khá là bất ngờ về hiệu năng của em nó các bạn ạ. Nó vẫn được khoảng tầm 246.000 điểm AnTuTu, 72.000 CPU này và 74.000 GPU này. Trời ơi, làm sao mà có thể chê được hiệu năng của con máy này trong khi tầm giá của nó chỉ có 1,5 triệu. Nói chung là nó vẫn mạnh hơn kha khá những dòng điện thoại giá rẻ Android bây giờ. Và đây cũng là một cái minh chứng rất là thiết thực cho cái việc là mua iPhone dùng lâu dài nó ngon. Tại vì căn bản là cập nhật phần mềm lâu như thế, cộng với cái việc là hiệu năng của nó sau từng đấy năm vẫn được một cái số điểm như thế, vẫn có được cái trải nghiệm mượt mà như thế này thì thật sự là quá bất ngờ các bạn ạ. Đến với một cái điểm nữa, đó chính là về phần camera. Thì con này có camera sau là 12 chấm và camera trước của nó hình như là 1 chấm hay là 0,3 chấm gì đó. Nói chung á, là về chất lượng camera selfie thì mình thấy rằng là con này nó hơi kém, như bức hình các bạn đã thấy trên màn hình thì thực sự là nó tệ thật. Còn về camera sau thì con iPhone SE 2016 của mình thì mình thấy rằng là nó vẫn ổn áp và gần như chúng ta chưa có bất cứ một cái vấn đề nào xảy ra ở đây cả. Đấy, chi tiết này, ui, màu sắc này, độ nét của nó mình thấy rằng là còn ăn đứt mấy con điện thoại giá rẻ bây giờ kiểu 2-3 triệu cũng chưa chắc đã bằng đấy. Nhưng mà có một cái điểm trừ cực kỳ lớn trên con này là pin của nó rất hẹo, viên pin của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm là 1600 hay là 1610 mấy mAh thôi. Và con này nó bị một cái tình trạng đó chính là bị sụt pin rất nhanh và cũng như là nó bị cái tình trạng pin ảo khi mà chúng ta sử dụng. Có thể là với chiếc máy hàng qua sử dụng như thế này thì đấy, cái pin của nó đã bị chai nhiều rồi và đã được thay bằng những viên pin lô, đã thay bằng những viên pin không chính hãng. Và với những viên pin như thế, sau thời gian sử dụng thì nó rất là bị nhanh chai. Và cùng với đó thì con máy này nó đốt điện một cách thần kỳ. Nên là với những viên pin kiểu 1600 mAh thì con này nó chỉ dùng được khoảng tầm là 2 tiếng là mắc pin các bạn ạ. Đôi lúc mình thấy rằng là cắm sạc vào một cái nó từ mười mấy phần trăm nó nhảy lên 28% mà chưa đến 3 phút. Phải nói rằng tốc độ nó còn nhanh hơn cả là công nghệ sạc trên iPhone 13 Pro hay là Pro Max đó. Và tụt pin thì cũng như thế, tự nhiên mình đang dùng khoảng tầm là 98%, quay quẩn lại một cái
con 68% hết hồn luôn. Và nó là cái viên pin trên những con iPhone thời xưa, ví dụ như là iPhone 5S này, iPhone 6S này, iPhone SE trên tay mình ở đây, nó quá hào các bạn ạ. Giống như kiểu là chúng ta bắt đáy Luna nhưng mà không thể nào mà bắt được đúng cái đáy của nó, vì phần trăm pin của nó sẽ không nhảy từ từ mà lúc lên lúc xuống. Rồi, đây là một cái sản phẩm mà mình thấy rằng là sẽ rất là hay dành cho những bạn nào đang cần một chiếc máy gọi là cực kỳ nhỏ gọn, đang cần cho mình một chiếc máy để trải nghiệm iOS, đang cần một chiếc máy để sưu tầm, hay là nếu bạn đang cần một chiếc điện thoại làm iPod, tức là các bạn chỉ có thể là cắm tai nghe vào đây, copy nhạc và nghe nhạc, thì mình thấy rằng là sau từng đấy năm thì con máy này nó vẫn rất là ngon. Đương nhiên là nếu anh em nào mà đang cần một chiếc máy chính này và đang cần một chiếc máy muốn gắn SIM vào đây để liên hệ, liên lạc, sử dụng hàng ngày hoặc là chơi game nặng đô các kiểu, thì mình nghĩ là nên bỏ qua đi, tại vì con này nó đã quá đuối rồi. Ok, anh em nghĩ sao về con iPhone SE 2016? Có anh em nào ở đây đang dùng iPhone SE 2016 hay không? Thì đừng quên comment để lại cái nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.